Các cửa hàng bán lẻ ga, xăng dầu trên địa bàn tỉnh hầu hết có vị trí ở giữa khu dân cư. Vì thế, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là an toàn điện, luôn được chú trọng. Bên cạnh các biển báo cấm, điều lệnh, thông báo, nội quy phòng cháy chữa cháy ở những nơi dễ thấy, dễ đọc, các bình chữa cháy đã được trang bị theo quy định. Hệ thống điện thường xuyên được kiểm tra, kịp thời khắc phục, đảm bảo không xảy ra hiện tượng mất an toàn điện. Những cái cột xăng dầu thì đều có những vị trí để các bình cứu hỏa, các phương tiện chữa cháy. Như ở cửa hàng 48 thì có 11 vị trí cơ. Đấy thì là khi xảy ra, nếu trong trường hợp mà xảy ra thì nhân viên bán hàng thì đã hàng năm thì đã được thực tập các tình huống, tập huấn về các nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, và họ sẽ nhanh chóng và sẽ sử dụng những cái biện pháp để chữa cháy ban đầu. Cửa hàng chúng tôi là có trữ lượng tồn chứa là dưới 70 cân. Chúng tôi thì theo quy định của nhà nước và cũng như quy định của công ty là rất là chặt chẽ về vấn đề là kinh doanh ga, là tuyệt đối là không có cái vấn đề san chiết, nhất là san chiết bình ga mini tại các hộ kinh doanh. Cái điều này chúng tôi luôn luôn là phải đảm bảo và tuân thủ. Toàn tỉnh hiện có 207 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động cả trên bộ và trên biển, 5 cơ sở chiết nạp và 529 cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng. Các cơ sở này hầu hết đều tiêu thụ lượng điện lớn, phục vụ sản xuất kinh doanh, nguy cơ cháy nổ cao. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này, Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Điện lực Quảng Ninh tăng cường tuyên truyền, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cơ sở về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là trong quá trình sử dụng điện phục vụ sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, lực lượng công an thường xuyên kiểm tra nắm tình hình, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm. Trong quá trình sản xuất, nếu để khí ga dò ra môi trường thì hậu quả của nó sẽ rất là nghiêm trọng. Vì vậy, chúng tôi luôn luôn coi trọng công tác phòng chống cháy nổ là cực kỳ thiết yếu. Khi xảy ra sự cố, chúng tôi ngay lập tức sẽ dừng sản xuất để triển khai ngay phương án phòng cháy cháy, tránh xảy ra cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình kiểm tra thì cũng tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với tất cả các hành vi vi phạm mà trong quá trình kiểm tra có phát hiện. Đồng thời này, sau khi mà sau các cái công tác kiểm tra và xử lý vi phạm đó thì phòng cũng tập trung về việc hướng dẫn, chỉ đạo đối với lại các cái cơ sở để cho các cái cơ sở có cái để khắc phục các cái tồn tại và các vi phạm ngay sau khi mà cái quá trình kiểm tra. Từ đầu năm đến nay, 100% cơ sở thuộc lĩnh vực xăng dầu, dầu khí trên địa bàn tỉnh đã được kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua đó, lực lượng công an đã hướng dẫn, kiến nghị 2.438 nội dung còn tồn tại, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp. Toàn tỉnh không xảy ra các sự cố cháy nổ liên quan đến các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí đốt, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn.